Đồng Hải xin mến chào quý cô bác, anh chị và các bạn. Đây mọi người nhìn này, cái khu vườn nhà mình hiện giờ thì cỏ nó như thế này đấy. Nói là nuôi cỏ thì nghe nó cũng sai sai, nhưng mà chính thức là vừa rồi thì vợ chồng mình để cái cỏ này không phát để giữ, để bây giờ thì chuẩn bị vào mùa khô thì vợ chồng mình mới bắt đầu tiến hành để phát dọn xuống và sẽ dấp vào những cái gốc cây cà phê này. Đấy. Cây cà phê lên rất là đẹp, nhưng mà đến mùa khô đến thì nó cần giữ độ ẩm của đất và của gốc cây. Nên bây giờ thì vợ chồng mình mới bắt đầu tiến hành để làm cỏ để dốc gốc cây đây. Để mọi người xem này, cỏ chung quanh đâu cũng là cỏ, cỏ bạt ngàn, cả vương quốc cỏ luôn. Để những cái khu vực này thì là cái khu vực vừa rồi mới ủi gạt nên cỏ nó không mọc được, nhưng mà cây cà phê thì được mình chăm bón rất là tốt. Đấy, mọi người nhìn thấy không? Đất ở chỗ này thì thật sự là nó dưới sâu rồi. Máy ủi sâu xuống đến so với mặt của nó phải trên 2 mét rồi. Đâm ra là nó không còn màu mỡ nữa, nhưng mà mình chăm sóc được thì cây cũng rất là tốt. Cây này nó hơi vàng vàng một chút nhưng mà cũng còn rất là đẹp. Đấy, mọi người nhìn thấy cà phê đẹp không? Hôm trước thì Đồng Hải đã đi phát dọn được rồi đây. Cũng được tương đối là nhiều đấy. Chắc là phát được tầm cỡ quãng độ 2 sào rồi. Bởi vì ở đây thì thường sào tính theo cái gốc cây. Mình phát được tầm quãng độ 200, hơn 200 gốc rồi. Trên khu vực bờ biên này nữa thì đến lúc phải phát hết như thế này đây. Lần này là mình phát tổng thể để cho tiêu diệt cái hoa cỏ của cái cây cỏ Mỹ này này, nó khỏi, khi nó già rồi thì nó sẽ bay lung tung ra thì nó phát triển rất là nhanh. Chính vì thế nên bây giờ là mình phải phát luôn. Để mọi người nhìn thấy đấy. Cái này thì lần này thì mình không phát kỹ lắm. Mình phát vẫn để gốc, để một số các loại gốc cỏ để nó giữ độ ẩm cho đất. Đấy là theo kinh nghiệm của những người người ta làm trước rồi. Cỏ cao lắm, toàn là cao tầm có độ 2 mét trở lên. Để dọc những cái bờ biên này. Bờ biên này mai kia thì mình phát sạch sẽ đi. Xong đến tầm khoảng cuối năm thì mình bắt đầu sẽ đào hố để trồng sầu riêng. Đấy, dọc theo những cái tuyến này. Những cái bờ biên giữa cái lô trên với lô dưới này thì là sẽ là đất để trồng sầu riêng của mình. Mọi người nhìn đấy, những cái khu bờ biên trên kia đấy nhá, thì tính ra là tương đối là nhiều, bởi vì máy san ủi trước mà. Và toàn bộ khu vực dưới này nữa đây này, khu vực dưới ao lấp lên bây giờ mình đang để cỏ mặt dại nó mọc. Mai kia mình sẽ phát đi và mình đốt để lấy phân cho nó thật tốt cái đất. Thì đến cuối năm mình cũng bắt đầu đào. Mình tính là năm nay mình sẽ trồng khoảng 100 cây sầu riêng. Đấy thì nó như thế thôi, chứ cũng không trồng nhiều hơn nữa. Ở vườn mình hiện giờ là đang có 19 cây nữa rồi. Thì cứ gọi là có được 10 cây đẹp đi. 10 cây sẽ khả năng thu hái rất là tốt đấy. Thì mình sẽ trồng thêm 100 gốc nữa. Mình để tiện nó vừa chăm sóc cà phê vừa chăm sóc sầu riêng. Và nó cũng là một cái nguồn thu. Nếu giả sử như giá cả năm nay ấy, thì phải nói là sầu riêng nó quá đẹp luôn. Sầu riêng ở trên này có những nhà có 80 gốc thôi. Thu vào năm thứ tư, thứ năm rồi thì người ta thu được cả tỷ, tỷ mấy cơ. Bây giờ mình chả trông mong gì cả nó thu được nhiều hay ít. Nhưng mà ở vườn nhà mình nó rộng rã thì mình cũng sẽ trồng. Trồng vừa lấy cái quả ăn, vừa cũng có cái nguồn thu nhập. Đây mọi người xem cái cỏ hôm qua mình phát xuống này này. Phát tương đối là rộng đấy. Đấy, cỏ rộng bạt ngàn đấy này. Đấy, mình phát xuống này rồi thì bà xã mình bắt đầu mới đi thu gom để vun vào cái gốc các cây cà phê này. Vừa rồi thì không nhìn thấy một cái gốc cà phê nào, nhưng mà phát ra cái thì mọi người nhìn thấy đấy. Chắc chắn là chỉ tầm một tháng sau thôi, nhìn cái
Đấy, cái cỏ này thì nó đã khô héo đi rồi và cà phê thì nó lên đẹp thì chắc chắn nhìn sẽ đẹp lắm đây. Cái khu bờ biên kia là chắc là ngày hôm nay mình sẽ phát hết cái khoang bên này. Còn là chắc từ ngày mai thì mình sẽ phát sang phía bên kia đường của bên tay trái đường chỗ khu vườn ngô Bắc Năm ấy. Bên ấy diện tích mới là rộng. Chứ ở khu bên này thì nó chỉ có tầm cỡ khoảng độ 3 sào, hơn 3 sào thôi, thì mình đã để lại đến hơn 1 sào cái khoảng trống này rồi. Thì còn khoảng độ 2 sào thì mình đang phát đấy. Chắc là cũng hơn đấy, bởi vì ở đây tính cứ 100 gốc là 1 sào rồi. Mà mình phát chắc cũng phải tầm cỡ 3 sào. Thế bên này chắc cũng phải tầm 4 sào mọi người ạ. Ngô của mình nhà đằng này sắp sửa được thu rồi. Thấy mọi người nhìn thấy cà phê này. Cái cà phê mình trồng vào chỗ giáp cái khu vực đất san ủi. Nhưng mà nó lên cũng rất là tốt. Lên quá tốt luôn. Vừa rồi thì cỏ nó kín mít không nhìn thấy. Nhưng mà giờ mình phát ra rồi thì mọi người nhìn thấy đấy. Rất là đẹp. Cà phê này thì năm tới này thì sẽ được thu bói rồi đấy. Tuyệt vời lắm mọi người ạ. Mình muốn gì muốn mình phải chăm sóc nó thì nó mới đảm bảo được học hỏi kỹ thuật. Bên này thì trồng nó hơi thưa một chút đấy. Đây là bác chủ cũ trồng rồi. Nhưng mà mình trồng lại theo. Nhưng mà thôi cây thưa thì nó mình để nó cao. Để cho nó cao to thì nó cũng thu hoạch cũng rất là tốt. Đây là những cây cà phê cũ này. Đợt trước là cằn cỗi xưởng bỏ đi hết đấy. Còn đây những cây cà phê mới đây. Bờ biên trên kia là mình mới phát sơ sơ qua được một nửa thôi. Còn một nửa nữa thì lại phải lên bên trên mới phát được. Đấy, tất cả những cái đấy thì sẽ là khu vườn sầu riêng trong tương lai. Và đây toàn bộ khu chung quanh bờ ao này nữa. Mọi người nhìn thấy không? Cái khu này mà trồng sầu riêng nó là mỹ mãn luôn. Đến này nó khuất hẳn gió. Mọi người xem cái vườn bên kia của nhà cháu Quý ấy. Bên cạnh trồng sầu riêng tốt lắm. Mà đất bên ấy thì không thể bằng bên mình được. Buổi sáng đây rất nhiều cỏ. Cỏ nó về ao, không biết nó có bắt được cá không. Mình ra xem này. Bây giờ hôm qua mình thấy về đến mười mấy con cỏ. Đây này, mọi đang cỏ đang bay lượn kìa. Chắc là đi xuống đây động là nó lại đi rồi. Đấy, ao cá. Ấy, cá diêu hồng rồi. Từ xa nhìn thấy. Nhưng mà còn rất là ít. Chắc là thành mồi cho cái cá chê phi. Thôi năm nay nuôi thử nghiệm. Mình không ân hận gì hết cả. Được con nào thì được. Bởi vì ao nước mới đúng ra là nuôi cá chấm là đẹp nhất. Nhưng mình không biết. Đằng nào thì cuối năm mình vẫn phải vét cái ao này một lần nữa. Cuối ao năm thì mình sẽ mua một cái máy hút bùn mini để mình hút cái bùn dưới này. Mình phun lên trên bờ này. Buổi sáng cỏ đây nó nhiều lắm mọi người ạ. Cái ngô thì cũng tương đối là đẹp đấy. Mặc dù đất nó cằn cỗi thế này nhưng mà trái bắp cũng tương đối. Bởi vì nói thật sự là mình cũng chăm sóc nó được. Mọi người thấy không? Cũng sắp già rồi đấy. Và xã mình đã bắt đầu hái về để luộc mấy bữa rồi. Rất thích ăn ngô luộc, kể cả là ngô tẻ mà luộc tươi cũng rất là ngon nha mọi người ơi. Đấy, cái hàng cà phê này, cà phê con. Cái cà phê đẹp quá. Phát ra cái thì mới thấy là nó đẹp như thế nào. Đây. Trước thì nó bị cỏ che kín lấp. Nhưng mà bây giờ thì nó đẹp lắm rồi. Nói thật sự là
qua đi phát chỗ này cũng tương đối là vất vả, bởi vì chỗ này nó những cái khoảng cách giữa hố cà phê nọ với hố cà phê kia nó thưa và nó hố nó sâu, không cỏ nó dày nữa, nên phát leo lên leo xuống phải nói là cũng tương đối là mệt. Ô cái cây này xấu quá, cái cây này phải nghiên cứu lại thế nào đây, chắc là bị bó rễ rồi. Bây giờ những cái cây nào bó rễ là mình phải xử lý lại hết. Trước là có những cái cây nó rất là xấu, nhưng mà khi mình đi mua cây giống ấy thì cái bác chủ bảo là cứ đào đào chung quanh gốc của nó thì nó sẽ lại phát triển lên được, đúng như thế thật mọi người ạ. Đến khi mình đào mình đánh một cây đi, hoặc là mình đào vào gốc nó ấy, như kiểu chạm vào cái rễ của nó, thì là cây nó phát triển lên rất là tốt nhá. Nên bây giờ nhiều gốc bây giờ lại thành hai cây rất là đẹp. Nên là mưa xuống thì mình sẽ lại đánh tỉa bớt ra để trồng vào những cái chỗ cái cây nó bị hỏng bị chết. Đấy, hôm qua phát thì được dọc từ trên này vòng cái tít dưới kia. Đấy, vòng xuống giáp cái khu bờ mương của cái ruộng lúa đồng bào đấy, vòng ra đến ngoài này rồi. À, tương đối là rộng rồi. Ngày nay thì cố gắng làm sao phát hết được cái khu bên này, dọc hết hai cái lô này, mấy cái lô trên chỗ kia nữa là xong được toàn bộ bên này. Buổi sáng đây chim yến bay nhiều lắm. Để bên gần đây có mấy cái nhà yến mà. Yến bay đen trời lên ấy. Đây là cái con đường để đi xuống dưới ao đây. Thì hôm nọ mình đã phát sạch sẽ rồi. Cái đường đi thì mình phải phát thật sạch thì để đi lại cho nó dễ. Còn trong những cái khu vườn cây cà ấy thì bây giờ mình phát qua thôi. Phát qua để cho cái gốc cây cỏ nó còn giữ độ ẩm của đất trong mùa khô. À đấy, nói những cái đám vỏ ngô và xã cứ bóc để đem về luộc đây. Đấy, hiện giờ bà xã đang cái cào cỏ dưới này đây. Chỗ này là mình phát hôm trước nên cỏ đã bắt đầu héo rồi. Héo thì vun vào gốc nó dễ hơn. Bây giờ thì là phải làm cỏ quanh cái gốc này này. Đấy, nhổ cỏ chung quanh gốc, sáo bớt cái cỏ. Bởi vì máy mình không thể phát vào sát được. Nên sẽ làm cỏ xong bắt đầu mới vun cái cỏ to vào gốc được. Cây cà phê đẹp quá. Cây này là mình mới trồng sau mình đánh ấy, chỗ khác là mình trồng đấy. Thế mà nó vẫn phát triển rất là tốt. Nên bây giờ trời mưa cái thì mình lại sẽ đánh tỉa những cái gốc nào mà nó thừa để đánh vào những cái chỗ gốc thiếu, mới cả những cây nào xấu thì mình sẽ đặc biệt mình chăm sóc nó nhiều hơn. Còn như những cái cây này thì không nói làm gì rồi. Những cây cả mới đấy. Mọi người thấy có đẹp không? Phát ra mới thấy xuất đầu lộ diện. Đấy. Cây này hơi xấu, cây này chắc là phải đào vào gốc nó để kích cho nó lên. Ô, thì em đang làm ở đây à? Đây bà xã mình nhà đang cái nhổ cỏ chỗ khu vực ở đây. Đấy, những cây sầu riêng đấy mọi người ơi. Đấy, sầu riêng này thì mình nói là những cây nó không đẹp, nhưng mà mình sẽ cố gắng mình chăm những cây này là tưởng là bỏ đi rồi chứ hôm máy cuốc là múc lên cho mình trồng lại. Đây bên này còn cây nữa nhé em ơi, đây này. Đây còn cây này nữa mà, nên hôm qua anh mới phát hết dưới kia rồi. Đấy. Thế mới tính là 19 cây thì được có 6-7 cây đẹp thôi, còn lại
những cây thì nó không đẹp mấy, nhưng mà mình sẽ cố gắng mình chăm, vụ này chưa được thì vụ sau nó sẽ được. À, dưới này đồng bào họ mới đang phát cỏ để trồng lúa tiếp đây này. Đây là họ mới phát qua đấy nhờ. Mình không để ý. Anh phát rồi chứ, nhưng mà cái gốc chỗ này nó sao chắc nó còn sót đấy. Mới cả trong sát gốc cây kia là mình không dám phát này. Mới cả chắc là cái này nó vào gần gốc cây to. Đây, lúa dưới này thì của đồng bào đã chín rồi đây. Ôi thế mà cũng có bông nhá nhờ. Đấy. À, ruộng lúa đồng bào bây giờ thì cũng bắt đầu chuẩn bị gặt rồi đấy mọi người. Đấy, bà xã mình nhà đang phải sạc cỏ gốc này đây. Bởi vì mình phát bằng dao nên là không thể nào mà dám đưa vào gần gốc được, nó vấp cái là mất cây luôn. Nên là phải sạc cái này xong sau đó sẽ vun cái cỏ bên ngoài này dấp chung quanh, nhưng mà vẫn phải để khoảng cách một đoạn, cách xa gốc một chút thì để cho khỏi mối. Đúng ra mà bỏ này mình cho ít cái thuốc cái diệt mối ấy nhờ. Mà mình cho rồi mà. Cho rồi nhưng bây giờ mình cho thêm có sao đâu, bởi vì mối đây rất nhiều. Có khi mình mua thêm cái gói nữa để mình bỏ xong rồi mình cho vào em ạ. Cho nó đảm bảo ấy. Nếu không có nhiều cây bây giờ bắt đầu có hiện tượng mối nó ăn đấy. Cái cây này sao lá vàng thế nhỉ? Đấy. Chắc phải mua thêm đấy. Ừ, nhưng mà có nghĩa là chắc là phải mua thêm, khi mình tấp là mình cứ cho vào thì kể cả mình tấp vào sát gốc cũng không lo, đúng không? Tấp cả sát gốc thì cỏ nó càng ít mọc, nó không mọc được ấy, đúng không? Mình cứ mua thêm mấy gói thuốc ấy để cho vào gốc thì là khi mình tấp ấy thì hay nhất. Mình cũng phải rút kinh nghiệm để làm chứ. Ở khu này phải trồng sen lại mất 3 gốc nữa thì mình xem mình sẽ đánh. Những gốc nào dư thừa thì mình sẽ mưa gió là mình sẽ đánh. Còn nó mà như thế này nó là tranh vẽ rồi mọi người nhỉ. Thấy không? Bức tranh của cái khu trang trại rất là đáng yêu. Thôi, bây giờ thì Đồng Hải tiếp tục công việc đi phát đã thôi. Chứ nếu không lại nắng to lên là phát rất là mệt. Công việc phát dọn đấy mọi người ơi. Thế này thì mình phát cái cỏ già bằng dao, cỏ non thì chắc là mình sẽ dùng thuốc để phát cho nó sạch. Yeah.
Đây cả nhà mình ơi, mọi người nhìn xem à, cái vườn nhà mình thì là nó có đẹp không? Thật sự là mình phát cỏ ra rồi ấy, mình mới nhìn thấy nó quá tuyệt vời luôn. Đấy. Đây là những cái khu vực hạ cấp, ở trên này còn một cấp nữa cơ. Không à, đây là tất cả những cái khu vực hạ cấp đây, lên trên kia, bởi vì khu vực này, đồi này nó cũng hơi dốc một chút, nhưng mà bác chủ cũ cũng đã thuê máy để hạ cấp rất là chuẩn rồi. Đây này, đây là hạ một cấp xuống thì trồng được hai hàng cà phê. Như này nó không bị dốc nữa, khi cái đất màu mỡ rồi phân bón vào nó không bị trôi đi. Và khi thu hoạch rồi thì làm tất cả mọi cái nó đều dễ dàng. Đấy. Còn cái khu vực ở dưới, khu vực bờ ao dưới kia thì như mọi người đã biết rồi. Đồng Hải sẽ không trồng cái gì nữa mà để bây giờ để cỏ cho nó hết một năm nay. Đến mùa khô sắp sửa đến vụ sang năm thì mình sẽ đào hố để trồng sầu riêng. Dự trù của hai vợ chồng mình thì tất cả những cái mái to ly này hay những cái mái giữa cấp trên và cấp dưới này thì mình sẽ trồng hết sầu riêng. Tính sơ sơ sẽ trồng khoảng độ 100 cây trên những cái khoảng này, mọi người nhìn thấy. Sầu riêng thì nó không ưa nước đọng nên trồng ở những cái chiền này là rất hợp lý. Mình đào hố để bỏ phân rồi thì cũng làm bồn nhỏ và để tưới. Đấy. Sầu riêng thì dần dần về sau thì mình sẽ dùng bếp tưới hoặc là tưới nhỏ giọt. Mọi người nhìn thấy đấy. Buổi sáng nay thì mình phát được cũng tương đối là nhiều rồi đấy. Phát cái diện tích này này. Từ phía đằng kia là từ hôm qua. Đấy, toàn bộ khu bên này. Thì hiện giờ là đã phát gần như là xong. Có lẽ buổi chiều này nữa thì phát nốt cái cấp trên này này. Đấy, còn giật cấp ở trên này là một này. Một cấp trên chỗ này nữa là sẽ xong toàn bộ cái khu vực ở phía bên tay phải đường từ trên nhà đi xuống dưới ao. Còn phía bên trái nữa thì lại làm sau. Bởi vì mình phát xong cái này cái thì mình sẽ đi cào bồn ở gốc những cái cây cà phê nhỏ này. Mình làm sạch cỏ rồi thì để cho thuốc chống mối, chống tuyến trùng ấy. Để cho những cây đó đảm bảo. Sau đó thì mình sẽ dấp những cái cỏ này vào chung quanh gốc để làm phân và cũng để giữ ẩm và cũng để cho những cây cỏ khác nó khỏi mọc lên. Đấy. Chương trình thì của vợ chồng mình thì dự án nó sẽ là như thế. Bây giờ thì cũng tương đối muộn rồi, đã tầm trưa rồi. Nên giờ Đồng Hải xin phép kết thúc video này tại đây. Hẹn mọi người những video tiếp theo trong chương trình xây dựng trang trại của vợ chồng Đồng Hải.